Xin chào các bạn. Thì tối nay thì có bận chút công việc nên không phát trực tiếp. Thì bây giờ rảnh ngồi trồng lại, tức là sang chậu cái chậu mà thằng cháu nó kỷ niệm, gọi là ám ám định quả. Bởi vì đây nó trồng, nó cho nhiều cái phân phân bò khô lên đây, thì đây là gọi là ám định quả đấy. Thì nó kỷ niệm cái này để tôi kích hoa, nhưng mà tôi cũng chưa kích, chắc nào nhỏ cái gì xanh hay cái gì đỏ vào đây này. Đấy thì tôi sẽ sang cái chậu này, mới lâu lâu thì mời các bạn ngắm cái cây nụ tam bố của tôi đấy. Và sang chậu trồng mấy cái cây này, thôi rảnh rỗi cho mình trồng như thế nào thì mình làm thế, còn các bạn thì quan tâm thì có thể là theo dõi quá trình phát triển. Đấy, bây giờ thì tôi sẽ chuyển sang camera sau để tôi làm nhìn cho rõ. Đấy các bạn, thì cây nụ tam bố của tôi thì chắc nó không được ấy rồi. Cái thân ngày xưa nó vẫn nụ tướng nên có cái một vẫn mát này. Đấy, còn cái này thì đợt trước nó có kỳ cắt, là mình cắt nên là nó lên cũng rất là chậm vì tôi chăm nó không được. Nó chắc được khoảng 40 cm này. Đấy. Nhưng mà tôi cứ xoay trước là nó xuống đây, tôi buộc lên nên nó cong cong queo, nó chạy theo 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 chiều nắng ấy. Các bạn, cây này khả năng nó không thắt ngọn. Đấy. Quay buổi tối tôi không bật đèn flash nên nhìn nó cũng không không tôi bật đèn flash một lúc. Đấy các bạn nhìn thì cây này là nó, nhưng mà tôi chưa biết hoa, bây giờ trồng chắc năm nay phải để cho ra hoa, nhưng nó chưa thắt ngọn, mà mùa này nó chưa thắt ngọn, không biết nó thắt không. Đấy, còn đây là cây ám định quả này. Thì tôi sẽ trồng sang cái chậu đây. Còn cái kỳ mít đang đây này, thì từ hôm qua tôi vẫn chưa cắt cái này ra, chắc phải cắt vì cái cây này lá nó như héo héo đấy, như bắt đầu xanh lại đây để tưới lại, xong thì trồng lại cái cây này. Cái này nó bị cong gốc rồi. Cái này nó mới nách trên thân này. Cây này là thân thủ to, thì cái này chắc tôi trồng ở cái chậu đây. Đấy thì nhiều khi buổi tối thì cũng các bạn, thì tôi mới sưu tầm cái thằng cậu nó cho cái giò này, chả biết là cái này nó tôi người tôi chưa buộc này. Cái này chắc là hình như là quế tím hoặc nhặn nhặn tháng tư đấy, chứ cái này không phải là, vì nó có hoa hồi tháng tư như tôi không nhìn mặt hoa. Cái này hình như là quế tím thì phải, cái cây rất to, trồng nó quay lung tung nên là nó đấy các bạn. Còn đây tôi mới buộc, tôi trồng một cái cây dài dài để sổ hoa này, cây này rất dài này. Tôi buộc vào cái thân vú sữa này. Thì buổi tối cho các bạn ngắm cái vườn thì tối nó nhìn rất là. Còn đây là đơn cam tôi trồng. Còn cây này kích hoa không biết nó kích kỳ, không biết đấy, chắc nó nứt thế này. Nó nứt mắt hết rồi này. Cho nên các bạn. Cái này bằng cách là nhồi chọc một nõ này. Để kích cả cái trên đây nữa. Đấy thì các bạn, thì bây giờ mình thay sang cái chậu đây. Cái này đợt trước tôi không cho xốp, đợt trồng cây trước nhưng mà cho một ít than này. Đấy, bây giờ tôi cứ nhóc cái này sang, tôi đưa sang đây. Cái chữ này thằng của em định quả mùng 7 tháng 6 2000, tách mùng 7 tháng 6 2000. Ừ,
Về các bạn xem thế này thì để xem cái rễ dưới nó thế nào, bởi vì là cho rất nhiều cái bột bọt đây. Thì quá trình mình trồng xong mình thay chậu mình ấy, mình mới xem mọi người trồng là kết quả nó như thế nào. Đấy thì tôi cứ nhấc cả lên nhé. Cái riêng cái rễ này nó vào cái chậu đất này là nó dễ dính rồi đấy. Cây này thì nguồn gốc là ở ngoài Bắc, tức là thằng em nó trồng nó đưa vào đây. Thì nó cũng thấy là mình quay về Phong Lan thì là nó bảo nó kỷ niệm. Đấy thì các bạn là xem cái rễ phía dưới nó nào. Đấy cái rễ phía dưới này nó nói chung vẫn cơ bản vẫn ổn. Các bạn xem là có rễ nào nó hỏng không? Đây là nhiều khi rễ nó thối mất này. Cơ bản rễ nó vẫn ổn định. Đây thì chắc tôi cứ đặt đây. Nó có chiếc đũa thì phải vỏ thông to đã. Dưới này tôi than này không gì. Đấy chắc cứ để thế này thôi các bạn. Tôi sẽ cho vỏ thông to vòng quanh này. Đấy, thì tôi cứ buộc cố định cái dây rồi này. Đấy các bạn thì tôi trồng cây này là như thế. Tôi buộc thêm một cái dây vào. Buộc thêm dây vào đây nữa. Cây này có vẻ sên ăn lá thế đây các bạn. Không biết phải con sên ở trong ấy đây không? Đây này, cái này giấu sen ăn này. Đấy là tôi trồng một cây này. Còn đây là tôi sẽ trồng cái cây to như đây. Còn chậu mít này từ hôm qua tôi lười tôi chưa cắt cái này ra. Chậu mít đang đây. Chậu mít đang đây thì hoa khá đẹp. Chậu mít rẽ nó xuống chưa? Như rễ chưa xuống.
Ừ, giờ nó buộc chặt. À đây rễ nó bắt đầu nó cũng bám tí này các bạn. Cột như kiểu chưa bao giờ được cột này. Rễ nó bắt đầu nó cũng bén này các bạn. Chắc trồng vào cái chậu. Tôi trồng tôi hay cho xốp, cho một ít xốp bên dưới. Cái này nó có than thì mình cứ cho than đây. Đấy thì cây này chắc là ta kẹp bằng cái kẹp này. Thì tôi cứ trồng này, các bạn nào quan tâm thì có thể là theo theo dõi quá trình phát triển của nó. Đấy, mai thì tôi sẽ buộc cái này kẹp ở chỗ nồi lên. Đấy. Bình thường lá nó tươi lắm, nhưng không biết ông này cho cái gì vào nó bị thế này. Đấy, tôi cho một ít rêu. Mùa này con tum nó cũng bắt đầu nó những ngày nó nắng nhiều. Nắng nhiều thì nó không mình không tưới đều được là nó khô mất. Đấy, thì tôi tấp cái rêu bên ngoài cho nó giữ độ ẩm. Đấy, các bạn được một cây cái mít đang đây. Bây giờ tôi trồng tiếp cái cây cái này sang đây. Cái này thì những cái kia này là kia cũng kia rừng nó dài thôi, cứ bỏ đây. Cái này thì
Chậu này tôi cho giá thể hôm trước tôi trồng một cây ấy là ok rồi. Những cái cây này là cây người ta bán để xiên thịt nướng đấy, để xiên xiên thịt để nướng. Đấy thì cứ cắm vào cái. Cái này thì chưa biết rồi. Biết bung gốc không? Về quá trình vận chuyển đấy nó bị bung gốc rồi, gọi là đổ cây. Cái này thì có rễ rồi đấy. Buộc nó dính cái cây rồi. Buộc kiểu buộc chặt quá. Cây này rễ nó ra rất nhiều này các bạn, bén rễ đấy, tôi trồng để rễ nó lên này. Cây này nó thuộc thân thủ thì tôi cũng thích cái thân thân nó to. Ừ, cây này thì cái kỳ ông kích kỳ là nó kích hoa nhưng mà nó ra toàn kỳ, nó không có hoa nên là như cây này là chưa biết mặt hoa. Thế thì giá thể này của ông quen thì mà mình cứ cho một ít cái giá thể đấy mà. Do con tum nó sắp vào mùa khô là nó không khí rất khô nên tôi cho rêu này, chứ còn mùa mưa thì lại không cho. Ý là mình trồng xong khi mình cảm nhận được là khi nào mình cần cho cái gì. Đấy các bạn thấy là tôi trồng xong cây này thân to như cây năm cây mía. Như lá nó không phải lá tròn, không phải như cây nấm ít kia, nhưng lá nó cũng khá là to, lá cứng, lá nhựa. Thì cây này chưa biết mặt hoa. Đấy thì tôi trồng như thế và để các bạn quan tâm thì có thể là theo dõi. Thì cũng các bạn đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ kênh Hoàng Việt TV1. Đấy còn cây nù tôm bố, rồi mai kia tôi quay trên vườn tôi có những cây nào, tức là mình cũng thích một vài cây mình trồng.
thì tôi cũng quay cho các bạn cùng theo dõi cái video này. Thì tôi làm đến đây kết thúc, xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.